Xin chào quý vị khán giả nha. Hiện tại Huy đang đứng ở cái dãy nhà 24 căn do bên mình trực tiếp đầu tư xây dựng. Và hôm nay Huy sẽ giới thiệu quý vị một căn nhà rẻ nhất. Chỉ khoảng 650 triệu là quý vị có thể sở hữu được căn này rồi. Và căn này thì vị trí rất thuận lợi cho những anh chị nào mà di chuyển về quận 8 qua cầu Ông Thần, quốc lộ 50 hay là đi qua chợ Hưng Long đều rất là gần nha quý vị nha. Quý vị hãy theo dõi hết video và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ Huy nha. Huy đang đứng ở một cái địa điểm rất là gần cầu Ông Thần và hôm nay Huy sẽ giới thiệu quý vị một cái căn nhà gần quận 8, gần cầu Ông Thần luôn. Căn nhà giá rất rẻ, quý vị hãy theo dõi hết video để thấy được căn nhà tuyệt vời này. Và xung quanh Huy là các cái tiện ích rất là đầy đủ luôn, từ mua sắm, y tế, trường học, vân vân và vân vân. Tất cả các cái tiện ích ở trong khu này cách khoảng tầm 500m là có tất cả luôn quý vị nha. Vì vậy quý vị hãy theo dõi hết video để thấy được cái căn nhà giá rẻ này ngay cầu Ông Thần, quốc lộ 50 đi qua nha. Quý vị nào quan tâm thì hãy xem hết và nhớ đăng ký kênh cho Huy nha. Let's go! Đây là một cái dự án dãy nhà 24 căn đã có sổ sẵn và bên Huy trực tiếp xây dựng đầu tư. Quý vị nào mà quan tâm căn nào thì liên hệ với bên Huy nha. Ở đây thì có rất là nhiều sản phẩm đa dạng chúng ta lựa chọn. Có những cái căn nhà hai lầu, căn nhà một trệt một lầu đều có nha quý vị nha. Và hướng nào cũng có, đông tây nam bắc đều có luôn. Và đặc biệt là có sổ hồng riêng, có sẵn luôn quý vị nha. 24 sổ riêng đang cầm trên tay của Huy. Và nếu quý vị nào mà quan tâm đi xem cái công chứng ngay cũng được luôn nha. Căn này thì vị trí là ra cầu Ông Thần rất là gần, chỉ khoảng tầm một cây số là tới cầu Ông Thần. Và sang quận 8 tầm khoảng 5 cây số nha quý vị nha. Quý vị nào mà quan tâm hướng quốc lộ 50 cầu Ông Thần quận 8 thì hãy liên hệ với Huy để được đi xem cái dãy nhà này nha. Chung quanh đây thì rất là nhiều các cái tiện ích như là trường học, những nơi mua sắm, y tế vân vân và vân vân. Quý vị có rất là nhiều các cái tiện ích xung quanh đây. Và đây là cái dự án 24 căn đã có sổ sẵn. Điều tuyệt vời của chúng ta là có sổ sẵn rồi nha. Pháp lý hoàn chỉnh. Quý vị mua là công chứng luôn nha quý vị nha. Quý vị cần thì Huy sẽ gửi sổ cho quý vị xem trực tiếp luôn. Và vị trí thì rất là gần cầu Ông Thần, quận 8. Đi qua quốc lộ 50 qua cầu Ông Thần là tới cái dự án này của bên Huy. Có sổ sẵn rồi quý vị nha, 24 căn. Và hướng nào cũng có, đang trong quá trình hoàn thiện. Nên là quý vị nào mua sớm thì sẽ hoàn thiện theo ý của khách hàng. Và đây Huy sẽ giới thiệu quý vị một cái căn nhà giá rẻ cho những anh chị nào lựa chọn ở trong này nha. Ngang 4, dài 14. Chỉ với 650 triệu là chúng ta có thể sở hữu được căn này rồi. Và hiện tại thì bên Huy cũng có rất là nhiều khách hàng đã đặt những cái căn này rồi. Một trệt một lầu, ngang 4, dài 14. Những căn này thì có hai hướng, một căn là hướng Bắc, một căn là hướng Nam. Nếu quý vị nào hợp hướng nào thì mình lựa chọn hướng đó nha. Bây giờ mình sẽ quay cho quý vị xem một cái căn này đang trong quá trình hoàn thiện. Nhà rất là rộng và dài luôn, trong khi giá lại rất là rẻ. Gần cầu Ông Thần, ngã ba Tân Kim và đi về nhà bè cũng rất là gần nha. Có một cái phà, ở đây có một cái phà Tân Kim đi qua nhà bè Hiệp Phước. Rất gần luôn, nên là thuận tiện đủ đường luôn quý vị ạ. Ra chợ Hưng Long cũng rất là gần. Và ở đây cũng rất là nhiều khu công nghiệp nha, để chúng ta có thể tiện công ăn việc làm. Dự án này có 24 căn và đã có sổ sẵn nha quý vị nha. Hiện tại thì những căn này thì xe ba gác vào được tới nhà thôi, chứ còn xe hơi là thua rồi. Hiện tại là chưa vô được nhà nha. Đây, tôi sẽ quay một cái căn điển hình là căn rẻ nhất trong khu này. Chỉ với 650 triệu là chúng ta sở hữu rồi quý vị ạ. Nhá. Sổ hồng riêng có sẵn luôn. Sổ hồng riêng có sẵn nha quý vị nha. Ở đằng trước mình có cái sân là khoảng 2m nha quý vị nha. Sân đằng trước là 2m. Còn đây tiếp đến là khu vực phòng khách đây quý vị ạ. Phòng khách của chúng ta đây. Cái này đang hoàn thiện cơ bản nha quý vị nha. Được lát gạch hai bên rồi. Phòng khách này có chiều dài vô khoảng 3m rưỡi. Tiếp theo là cái cầu thang nha quý vị nha. Đây phòng khách của chúng ta này, rất là thoáng nha. Ngang 4, dài 14 luôn. Một căn nhà rất rộng và giá rất rẻ so với những khu vực khác quý vị ạ. Và đang hoàn thiện, đang trong quá trình hoàn thiện, cho nên là ưu tiên cho những anh chị nào mà mua sớm này thì chúng ta được giá ưu đãi này, được lựa chọn căn này và được chọn màu sơn nữa.
ngay sau cái phòng khách là cầu thang đi lên lầu 1 nha. Và để tận dụng không gian thì chúng ta làm một cái nhà vệ sinh ở dưới đây. Bên Huy sẽ lắp bồn vệ sinh vào trong này này. Đây là cái nhà vệ sinh ngay dưới chân cầu thang. Và ở đây là khu vực bếp và sân sau. Sân sau của chúng ta cũng 2 mét nha. Nhà rất là thông thoáng luôn. Đó. Bếp này thì bên Huy đã lát gạch này sáng cho chúng ta và sẽ đặt cho chúng ta những cái bếp, kệ bếp vào đây nha quý vị nha. Những căn nhà giá rẻ này thì rất nhiều người ưa chuộng và sẽ nhanh chóng mua. Còn đây là khu vực sân sau này quý vị nha. Khu này thì để chúng ta thứ nhất là lấy ánh sáng, không khí vô trong nhà. Cái thứ hai là chúng ta có thể phơi đồ nha. Đó, và thứ ba nó phục vụ cho cái lối thoát hiểm sau này. Đây, nhà hàng xóm bên cạnh đây. Ở dân cư rất là đông đúc nha quý vị nha, hàng xóm bên cạnh đây. Đó, căn này có thể là lựa chọn tuyệt vời cho những anh chị nào mà có thu nhập vừa phải thôi. Đây là view nhìn từ trong nhìn ra ngoài này quý vị nha. Đó, căn này rất tuyệt vời. Ngang 4 dài 14 nha, có sân trước sân sau luôn. Đó, nhà vệ sinh đây, bên mình sẽ đặt ở trong khu dưới cái chân cầu thang này. Đây là nhìn view từ trong nhìn ra ngoài để quý vị thấy căn nhà rất là thoáng nha. Căn này đang quay là hướng nam, hướng bắc nha quý vị, đối diện là hướng nam. Đây, cầu thang này chúng ta đi cũng rất là dễ luôn nha. Bậc thang này được chia đi rất là dễ luôn. Đúng lối phong thủy luôn nha. Tay vịn thì bằng gỗ thôi. Và đây là Huy đã lên lầu 1 của căn nhà rồi. Với 650 triệu là chúng ta có thể sở hữu nha. Căn này là có hai phòng ngủ thôi. Phòng ngủ rất là rộng nha quý vị nha. Nhà nhỏ nhỏ xinh xinh thì nhà phòng ngủ rất rộng nha. Đang trong quá trình hoàn thiện. Hoàn thiện xong thì đẹp mê ly luôn quý vị nha. Với giá này thì quý vị tìm ở chỗ khác là không có sổ luôn á nha quý vị nha. Ở đây là mình có sổ riêng sẵn luôn nha. Mình tìm chỗ khác là không có sổ đâu. Để cho quý vị xem cái cửa sổ nó hướng ra nhà hàng xóm này. Rất là đẹp luôn. Dân cư rất đông này, quý vị thấy không? Dân cư rất là đông. Và khu này thì nó ngay cầu Quảng Thịnh đi qua một chút là mình tới đây, quốc lộ 50 nha quý vị nha. Di chuyển qua quận 8 Nguyễn Văn Linh. Rất là gần luôn. Đó, đây là cái phòng ngủ của chúng ta nha. Cửa là bằng gỗ nha. Rồi đây, cầu thang ở đây quý vị ạ. À, quý vị nào quan tâm tới căn này thì liên hệ với Huy để được đi xem nha. Vị trí Huy nhắc lại là qua cầu Quảng Thịnh khoảng một cây số là tới khu vực này. Và khu vực này thì rất là nhiều các tiện ích, Huy đã quay cho quý vị xem nha. Tiện ích rất là nhiều luôn. Một cái khu trung tâm, gần khu công nghiệp. Đây này, nhà vệ sinh chung của cái hai cái phòng này sẽ nằm ở đây. Đó, bên Huy sẽ lắp lavabo bồn cầu rồi rửa mặt vô đây này. Đó. Nhà vệ sinh ở đây nha quý vị nha. Nhà vệ sinh này ngang khoảng 1,5 mét, sâu vô 2 mét. Đó, tổng cộng hơn 3 mét mấy. Đây là cái phòng ngủ phía trước này, rất là rộng luôn. Và cảm giác rất là mát luôn, có cái luồng gió vô nhà rất là mát luôn nha. Ở đây thì bên Huy có hai hướng, hướng đông tứ trạch và tây tứ trạch. Đó, đối diện đang là cái hướng đông nha. Quý vị thấy ánh nắng chiếu vào nhà không? Đó, đây là những cái căn hướng đông của bên Huy nha. Đó, còn bên Huy đang quay cái căn này là thuộc hướng tây tứ trạch. Buổi chiều thì nắng sẽ vô căn nhà. Còn căn đối diện là căn hướng đông này cũng y như vậy luôn nha. Đang trong quá trình hoàn thiện. Thì ở đây chỉ có 6 căn giá rẻ này thôi quý vị nha. Chỉ có 6 căn thôi. Và khách hàng đã đặt mua là 3 căn rồi. Nếu quý vị nào mà quan tâm tới những căn tiếp theo thì hãy liên hệ với Huy để được đi xem. Ở căn này bên Huy đang bán với giá ưu đãi là 1,2 tỷ nha, giá niêm yết luôn. Nếu quý vị nào mà đi xem sớm thì Huy sẽ bớt lọc một chút xíu nha. Giá niêm yết của căn này giá đầy đủ luôn là 1,2 tỷ nha quý vị nha. Ngay ngã ba Tân Kim, ngay cầu Quảng Thịnh, ngay quốc lộ 50 về quận 8 rất là gần, thuận tiện nha. Dân cư xung quanh thì rất là đông. Đây quý vị thấy không? Dân cư rất là đông và gần nhà máy xí nghiệp, gần cơ quan nhà nước, hành chính, y tế, mua sắm, trường học, vân vân và vân vân, rất là gần. Đây giá đầy đủ của căn này Huy báo là 1,230 tỷ nha.
Giá rất là hời, diện tích là ngang 4, dài 14, một trệt một lầu, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh. Hướng đông cũng có, hướng tây cũng có, nên là quý vị nào yêu thích căn nào thì hãy lựa chọn sớm cho mình nha. Có thể nói đây là một căn nhà giá rất rẻ, rất hời nha. Ở những chỗ khác với giá này chỉ có mua được sổ chung vi bằng thôi. Ở đây thì đã có sổ sẵn. Quý vị nào quan tâm thì liên hệ với Huy. Nhớ đăng ký kênh để theo dõi những cái bất động sản sắp tới giúp Huy nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Một số người ta đăng rất là ảo, người ta đăng có mấy trăm triệu. Thì mấy trăm triệu đó là tiền xây dựng cái nhà này thôi quý vị nha. Nên là những cái căn mà đẹp như vậy mà đăng mấy trăm triệu là quý vị có thể bị lừa đó. Người ta đăng là đăng cái giá tiền xây dựng một căn nhà thôi, chưa tính tiền đất. Hãy thông minh lựa chọn, đừng để bị lừa nha. Nhiều người đăng giá rất là ảo, tuy nhiên xuống thì quý vị sẽ thấy là một cái giá rất là ngạc nhiên đó. Và đăng một căn nhà nhưng mà dẫn đi căn khác nha quý vị nha. Còn bên Huy thì có sao nói vậy, nếu quý vị cảm thấy tin tưởng được thì hãy nhấc máy lên gọi và đi xem. Đừng tin vào những cái đăng ở trên mạng là giá rẻ, nhà rẻ. Một căn này người ta đăng có mấy trăm triệu là không bao giờ có. Mấy trăm triệu đó chỉ là giá tiền xây dựng thôi. Đó, hy vọng những cái thông tin vừa rồi đem lại cho quý vị những cái thông tin bổ ích. Và nếu quý vị thích kênh của Huy thì hãy đăng ký kênh và share thật nhiều cho Huy. Xin chào và hẹn gặp lại. Quý vị nào chưa đăng ký kênh của Sài Gòn House hãy vô đăng ký kênh giúp Huy nha. Kênh của Sài Gòn House chuyên về xây dựng nhà ở, review nhà, kiểm tra pháp lý bất động sản, kiểm tra quy hoạch nhanh, hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Let's go!